đó, bạn quay qua mình quay qua, thì hai đứa thì lúc đó bạn chỉ một cái như này thôi, thì mình cũng cưỡng hôn. Happy birthday to you. What the hell? Chúc mừng sinh nhật. Alo. Ê, giống chúc mừng sinh nhật thật sự luôn á, rất là giống chúc mừng sinh nhật luôn á. Ờ, bây giờ có phải ước không? Bây giờ nhắm mắt ước cầu nguyện đó. Nhắm mắt cầu nguyện. Con ước gì cho kênh Mithy TV được hồi phục. Ờ, mình chỉ mong là tất cả những bạn nào mà đã sub cái kênh này thì làm ơn hãy coi livestream của mình thôi. Anh ơi, chỉ mong anh Sang gọi cho em một lần thôi. Trời ơi, mấy bà ơi, mấy bà, mấy má ơi, trên kênh Mích Thị Thi thì kêu Mích Thị Thi gọi đi, tự nhiên trên kênh Mích Thị Thi không, gọi không sao tôi. Không, tôi vui lắm. Tôi vui với chị đó. Không vui. Em có vấn đề, em chỉ muốn nói chuyện với anh S. Toàn là fan girl không à, fan girl dữ dội vậy. Thôi bây giờ mình sẽ chọn một bạn, đó là bây giờ bạn nào đang có vấn đề về tình yêu và đang cần phải giải đáp một cái chuyện gì đấy thì comment số điện thoại để lại tôi biết là số điện thoại và tình yêu đấy, mình sẽ chọn ra một bạn, ok chưa? Ok. Alo. Dạ alo, em nghe ạ. À alo em hả? Ừ anh nè, anh nè em. Quay đi cháy. À hồi nãy á, bạn kia là bạn có vấn đề ở trong chuyện tình cảm á, thì không biết là bạn có vấn đề gì vậy ta? Có gì bạn nói chia tay xong rồi quay lại, có nên quay lại không hả? Nghe anh nói là nên quay lại nếu mà em còn yêu họ đúng không? Nếu em còn thương họ, nếu em còn yêu họ. Là sao? Tại vì sao? Gọi là còn yêu. Mình chưa. Như thế là gọi là còn yêu. Nhưng mà mình chưa, hiểu không? Mình chưa thì phải nên quay lại. Không, nghĩa là nên kiếm người khác. Nghĩa là nên kiếm người khác à? Tại vì sao kiếm người khác? Em kiếm người khác là em sẽ mất thời gian với những cái vấn đề mà em đang muốn đúng không? Cuộc sống mình được ngu em ơi, được ngu mình hãy ngu nhiều lần nên mình mới thông minh ra được đó, nên là khi mà em đã yêu là em đã ngu rồi đó, và sau này em cũng gặp những trường hợp đó thôi, nên là em nên quay lại đi đó, mình thử thách bản thân cho mình được ngu một lần đi, kiểu đại loại là như vậy. Hai các bạn ha, bây giờ chị hỏi nè, sao em biết là em yêu bạn? Tối về có nằm mơ thấy bạn không? Có mơ hả? Có bây giờ mơ thế là hôn nhau người ta chưa? No. Ủa gì em tỉnh? Thôi nhưng mà chị nói nè, thì ra là chị cũng mất nụ hôn đầu đời vào năm lớp 10, thế nên là còn hai nụ hôn chị vậy thôi mà. Chứ đâu có gì đâu, nụ hôn đầu đời chỉ là hôn nhau, chỉ là hôn nhau chứ vậy thôi, chứ không luôn. Năm lúc đó là 10. lúc đó là thôi cái... Đúng rồi, cái đó là nụ hôn đầu đời rất là bình thường, không có gì phải căng thẳng hết đây mà. Và hồi nãy tại vì chị chưa biết tụi em nên chị mới hỏi đến cái chuyện mà nó hơi quá sức tưởng tượng, chị xin lỗi em. Và chị nói nè, đó là bây giờ mình cái tuổi này thì mình chưa biết cái gì gọi là yêu đương đâu, mình chỉ là thích thôi. Thế nên là bây giờ cứ quay lại đi, có gì đâu. Nhưng mà quay lại thì phải trong sáng nha, không được hôn nhau nha. Chỉ được nắm tay thôi nha. Hôn, mất nụ hôn đầu đời vào năm lớp 10 là mình thấy nó nhanh lắm mà. Hồi xưa chỉ là một cái nụ hôn thôi nè. Đây mình sẽ kể cho các bạn. Ok. Để tôi tiếp tục câu chuyện. Đó, xong bữa đó là tập múa về, thì cái lúc đó là bữa đó là sinh nhật tôi luôn. Wow. Nhưng mà bữa đó là phải bị tập múa về. Xong rồi về cái thằng đó là bồ con nhỏ kia. Không, bạn đó là một người chưa có bồ, chưa có gì hết. Thì hai đứa đi tập múa về, lúc đó trời rất là tối, tại vì trong trường không có đèn. Thì thường là trường là 5 giờ là tan học đi về, lúc đó là 6 giờ rưỡi 7 giờ. Thì xong là đang đứng trời mưa, trời là lại lúc đó trời mưa rất là to. À, sinh nhật của mình là 12 tháng 11 là đang là tháng mưa luôn. Thì lúc đó là đang đứng chờ để gọi là chờ tạnh mưa để đi về á. Thì là mọi người đang đứng nhờ mấy đằng trước về nhìn mưa như này, hai đứa đứng ở phía cuối. Thì xong tự nhiên bạn đó bạn quay qua bạn nhìn mình thì mình cũng chỉ quay qua thôi. Xong rồi. Nó đẹp trai không? Cũng ok. Nói chung là tất nhiên ừ thì phải ok thì người ta mới có thể chấp nhận được chứ. Cho bây giờ xong quá thì sao mà chấp nhận được? Đó là bạn đó bạn quay qua mình quay qua thì hai đứa thì lúc đó bạn chỉ một cái như này thôi. Thì mình cũng cưỡng hôn. Cũng không phải cưỡng, hai đứa cũng để nhìn nhau khoảng mấy giây thì bạn ấy mới hôn một cái, chứ không phải là cưỡng hôn là phải đè nó chứ vậy đấy. Là có nghĩa là bật đèn xanh cho người ta hôn. Cũng không ạ, bật đèn xanh chỉ là nhìn nhau lúc đó vẫn còn ngây thơ, chỉ nhìn nhau chỉ hôn một cái thôi, vậy thôi, có gì đâu. Dễ dãi ơi. Tại vì có hai đứa có thích nhau rồi. Mình kể cho các bạn nha, từ năm lớp 1 đến năm lớp 5 mình chưa biết cái nụ hôn đầu đời, đến năm lớp 6 mình mới biết thôi. Trong là mất nụ hôn đầu đời năm mấy tuổi? Năm lớp 7. Trời ghê chưa? Là còn trước cả người ta nữa. Không, nó là hôn má thôi. Không, đang tính hôn môi là lớp mấy? Hôn môi hả? Hôn môi thì chắc là vào năm lớp... lớp 10. Năm lớp 10. Hôn môi năm lớp 10. Hôn môi là năm lớp 10 là... Bây giờ kể cho nè, cái vấn đề là gì? Là cái chị đó... Là... Cái chị đó là con lái máy bay nữa. Em muốn lái chị. Không, cái chị đó học lớp 12. Thì... cái chị đó quen bạn của chị mình. Chị đó lớp 12. Ừ, lúc đó mình học lớp 10. Chưa, lúc đó mình chưa ra khỏi trường nữa. Mình vừa mới là thi xong thôi, mình chưa lên lớp 10 nữa. Chưa học lớp 10. Rồi, tiếp. Là lớp mới lớp 9 thôi. Thì cái chị đó quen bạn mình. Các bạn mình chia tay. Cái xong rồi chị đó chị buồn. Tán mình.
Không, không có tán, chỉ gọi mình ra nói chuyện. Ủa, thì hồi đó hồi đó hay ra nói chuyện là uống cà phê này lúc nọ. Lúc đó là đóng cái video đánh vỏ chưa? Đánh vỏ là trước đó rồi. Trời ơi, chưa? Tại chị thấy rồi. Cái clip đó là chị thích. Rồi tiếp đi. Không. Thì bắt đầu á là chị ra chị uống cà phê. Uống cà phê xong về á thì mình lúc đó mình về tới nhà rồi, mà chị đó thì lúc mà về tới nhà chị đó gọi ra nữa, chị đó là cũng đang buồn nữa. Ở trước cổng nhà mình và chị đó đi xe đạp, mình cũng đi xe đạp về trước, chị đó cũng chạy theo sau. Cái xong chị đó gọi ra, cái xong rồi mình cũng ra, cái chị đó kêu chở đi chơi hay lên xe đạp của chị chạy vòng vòng quanh trường gì đó. Xong có cái ghế đá, xong mình tới ngồi ghế đá ngồi nói chuyện. Chị nói chuyện với chị, nói chuyện với chị thì nói chuyện xong thì chị hôn. Chị hôn mình cái xong rồi mình thấy hay hay. Cái mặt ta tưởng là bị cái gì thấy hay hay được sướng gì khoái lắm đúng không? Không, hay chị hay đó hay đẹp hay không? Chị đó đẹp không? Tình tạm thế hả? Đẹp thì ta đẹp. Đẹp thì ta để đó lâu lâu rồi. Rồi. Rồi, nói chung là vậy đó. Ok ok thôi thì nói chung là rất là cảm ơn AS đã đến với buổi livestream ngày hôm nay, và rất là mong thời gian tới tất cả các bạn cũng sẽ tiếp tục xem stream của mình ở trên Mythi Play này, và kênh này chỉ dành cho game và stream thôi. Nên nếu mà bạn nào mà muốn coi game và stream thì các bạn có thể subscribe kênh này, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn buổi sau nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Xin chào.